Lên chào bà cô chú nè. À, do anh đi học tiếng Việt nè ông bà cô chú. Ủa bà Luki đâu mà? Xin chào bà cô chú. Con đi đâu đó? Hả? Con đi đâu? Nói con đi học tiếng Việt. Bữa nay học tiếng Việt á, bữa nay nữa là ngày cuối nè ông bà cô chú ơi, bữa nay học tiếng Việt nữa à. Là học bữa nay nữa là nghỉ hè nè. Học bữa nay nữa là cô giáo cho nghỉ rồi, tuần tới là còn học ở bên trường thì thêm học thêm tuần tới nữa. Mẹ ơi, té con. Mẹ ơi, mẹ xuống. Em mai á. À. Xong một cây, hai cây mai á. Đi mà đi giúp phải cho nó hai cây đó cho nữa. Là thứ năm cô giáo dắt đi sở thú chơi đúng không? Coi gì đó. Bây giờ té nè, đi xuống nè. Nó thấy một cái ốc ba. À, thấy một cái ốc ba, thấy con cọp luôn, thấy con gì nữa? Con hươu cao cổ nữa. Chứ thấy con khỉ. Con khỉ là con ốc ba hả? Xì ghẹ là con cọp. Học bữa giờ, học tiếng Việt bữa giờ có biết chữ nào không? Hả? Có biết chữ nào không? Chứ nó đi học, đi học cho có vậy thôi đó mà cô chú ơi, có biết chữ nào đâu bà chú ơi. Nó học mà nó không có biết chữ nào hết trơn đó. Tới nè con ông bà cô chú ơi. Ủa không ai mở cửa hả? Nó ấp ra hả? Nó ấp ra hả? Cái bánh này của ai vậy Doanh? Của ai mà để ở đây vậy? Nó ta thấy của con, thấy con đấy, nó lấy của con, lấy của người ta đó. Đã vậy chứ banh của ai đã vậy? Trời ơi, dân chơi đá banh bây giờ thấy cái banh là ham đó mong bà cô chú ơi. Đá banh ra Doanh nó bây giờ cầu thủ đá banh á, Doanh bây giờ đá banh giỏi lắm á. Anh đang mình chơi đá banh. Sơn đã con đi đá mắt phải không? Sơn hả? Bye bye. Papa. Sơn hả, có phải đi đá mát không? Đi. Papa. Ở vòng vòng này cái trường này ha, rộng lắm nè cả nhà. Trường ở bên đây đã, chỗ này đã gần tới siêu thị cà rốt lận á. Nó mới xây nè cả nhà. Vòng vòng ở đây ha, trường ở đây bự lắm. Bự vòng vòng qua tới đây luôn. Trong bự này mới xây. Đừng có nói bữa nay nghỉ học nha. Hả? Ngày gì biết không? Ngày sinh nhật của ba luôn á. Ngày happy birthday chú du của ai? Của ba. Trời ơi, cô giáo đâu rồi? Sao cô giáo giờ này chưa tới? Ba gọi chú tới. Trời ơi. Ba gọi. Gọi chưa? Này ba đâu có gọi đâu. Ủa? Ba gọi rồi hả? Nói chút xíu tới hả? Tới. Gano con Min hả? Chào cả nhà. Chiều nay mình nấu món mắm cả nhà ơi. Mình bữa nay nấu món mắm mình chỉ có thèm nấu xương. Xương này thịt không à? Mình nấu xương nhiều lắm. Nấu món mắm nấu xương với mình ăn với tôm thôi. Nấu món mắm này ha, mình thèm cái gì là mình ăn cái đó thôi cả nhà. Cái này nè ha, mình hầm xương cho nó ra nước ngọt rồi xong rồi chút xíu mình mới được mắm riêng rồi xong rồi mình mới bỏ mắm vô cả nhà, rồi mới bỏ cà tím vô. Đây là mình đang luộc tôm cả nhà, ăn mắm với nấu xương với ăn tôm thôi. Mình rất là thích tôm. Nhà này chỉ có hó là mê tôm nhất thôi cả nhà ơi, không có ai mê hết á. Cho nên mình mê tôm nên mình ăn tôm thôi. Chứ mà mình đầm thà là mình hầm xương á, mình hầm xương á nó nạc á nhiều nhiều vậy mà nó ăn nó đỡ ngán hơn là mình nấu ba gọi cả nhà. Làm ba gọi nước hồi nó ngán lắm. Rồi ha, mực cũng vậy nữa, mực mấy đứa nhỏ cũng mấy gì thích nữa. Cá bữa giờ ăn cá hoài cũng ngán đó, cho nên mình thích ăn cái gì mình làm cái đó cả nhà ơi. Mình đang nấu đồ ăn mà cứ nghe nó mùng mình nó ở trên đây nó chơi cái gì mà nó đa dơi dơi nè ông bà cô chú ơi. Chứ nó chơi kiểu gì kỳ ấy.
Ôi hôi, leo lên. Leo lên cái nồi ngồi ha, ngồi như vậy nè. Ôi cô chú ơi. Trời ơi, ngồi ngược vậy nè, nó bực ra sao cái là tép u đầu nó con. Ai ơi, anh chị với ba đi ha, đi lá banh hết đâu mà chú ơi, nó ngủ trưa nó dậy rồi nó chơi vậy nè. À, mình nói sao nấu đồ ăn mà sao nghe nó cứ nói cười dơ dơ tự một mình chơi vậy đó. Ôi ngồi ngược nó hồi ha. Nó bực ra sao cái té u đầu đó con ơi. Dắt. Sợ té không? Ừ, nó hồi nó té nè, nó té u đầu đó nghe không? Ôi bây giờ nói chuyện dơ dơ ông bảo chú ơi. Đó, ngủ trưa dậy rồi xong rồi tự chơi vậy đó ông bảo chú ơi, ngủ trưa dậy cái xong rồi anh chị gì đi đá banh hết rồi đâu có ai ở nhà đâu. Còn mình nói sao á, chuẩn bị nấu đồ ăn này kia nọ là hả, nó ở trước nó tự chơi mà cứ nghe nó nói chuyện dơ dơ tưởng nó chơi cái gì. leo lên ngồi mà nó chơi mà nó nói chuyện rồi đó. Con chào bà cô chú đi. Chào bà cô chú. Ông bà cô chú ơi, con chơi cái gì vậy? Hả? Con chào ông bà cô chú. Dắt ơi, dắt chào ông bà cô chú đi. Ôi nè, ôi si tư, đang si tư ông bà cô chú ơi. Đang con đang si tư nè. Trời ơi. Mình á ở dưới xe gì nó đi đá banh á, nó đá banh chắc là tới 7 giờ mới về cả nhà. Mình phải chuẩn bị tranh thủ nấu đồ ăn trước chứ Jessica nó ăn cơm tối là nó ra làng sớm không bà cô chú ơi. Nó về tới là nó muốn ăn liền à. Cho nên ha, ở nhà mình chuẩn bị sẵn hết, nó về là ha, bắt đầu dọn ra ăn thôi. Ăn trễ là nó cứ la làng á, ăn trễ nó nói mẹ tại sao cứ ăn trễ hoài. Ủa bữa nay trời đẹp lắm luôn bà cô chú ơi. Bữa nay trời rất là đẹp luôn. Hả? Ồ, em do anh giỏi lắm luôn nè chú ơi. Đi đá banh về xong rồi tắm trước nè ông bà chú ơi, xong rồi ha, ba dạy học bài nè. Der bor Börje. Han är jämt sur. Em dắt cục ké nữa nè. Em dắt ké hả, em dắt đây. Oj sedane. Vi hämtar bollen i juni. Vô tự đọc đọc được không Vinh? Nu säljer vi biljetter till i morgon. Miau, jamar Max. Det betyder ja. Kan du läsa det? Sắp sửa ký hè mà cũng phải học bài đâu bà chú ơi. I morgon. I morgon. Dạ, cho nên nó học nó biết rồi chứ cả nhà. Theater. Năm tới lớp 2 ông bà chú ơi, năm tới học lớp mấy Vinh? Hả? Năm tới học lớp mấy? Lớp 2 hả? Lớp 2. Năm tới con lên lớp 2 rồi. Rồi. Năm tới con lớp 2 con giỏi nha. Học giỏi nha. Rồi chờ chị Hai tắm xong rồi mình ăn cơm. Giờ ha, chín rồi cả nhà. Bây giờ mình ha, múc ra dọn ra ăn thôi cả nhà ơi. Đó, múc người tô tô vậy đó. Quá ngon luôn. Mình thích ăn cà tím, cho cà tím nhiều chút xíu. Trụng sơ qua một cái cho nó nóng cả nhà, tại vì mình để rau cải gì ở trong đó luôn rồi cho nên mình trụng sơ cái. Rồi xong chuẩn bị đi ra ngoài ăn thôi. Xin chào bác chú. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn bún mắm với nhà mình nha. Em dắt có một cục sưng cho nên hả em ngồi im gu ông bảo chú ơi. Mẹ ăn cái này sắp té. Đây sắp té vô. Just going to mix it and then also. Yeah. Dành lúc nào ha, nó ăn bún nó cũng nặng chanh quá trời luôn. Chị Hai muốn không? Dạ xíu xíu. Mẹ ơi. Ơi. You want to drink into. Bây giờ con nặng gì vậy? Nhưng phải nói hết. Phải nói hết. Con nặng hết luôn. Ừ, ai cũng nặng hết luôn rồi nè. Vậy tại sao mẹ chị nói cho con? Sạch bóc hết rồi, nó nặng rồi mình á. Nó nặng nãy giờ chưa xong. Các bà ghi hết bắp bê đi tơ. Các bà cho giấy thôi. Cảm ơn bà.
em dắt ha, đưa cục xương ha, ngồi cạp là ha, khỏi la làng luôn không bà chú ơi, là ha ngon lành luôn á. Nếu không tới giờ ăn là phải có cái gì cho tự bóc tự ăn mới không la. Mời em bà cứ chơi với con nha. Xong rồi chút xíu mới rút sau bà cô chú ơi. Mời em bà chưa ăn tôm với con. Dân có trộn lên chưa con? Trộn rồi. Trộn rồi hả? Trộn cho em nói được. Đau lắm không ăn bún mắm nè ông bà chú ơi. Mẹ trộn cho em được. À, hồi đó mắm cá sặc ở nhập bên đây bán một hũ có 40 đồng hay là 45 đồng thôi cả nhà. Bây giờ một hũ tới 85 đồng cả nhà. Cho nên mắm mà bây giờ mắc gấp đôi luôn cả nhà. Hồi xưa nhưng mà ha ở gần đây ha nó cũng tiệm tàu nó cũng không có bán, nó mắc quá rồi ít có người biết ăn đó cả nhà. Mình mua mình phải đi tới tiệm tàu hơi xa. Mà nói cho ăn cái gì ăn chứ ăn qua ăn đợi ăn bún mắm là ngon nhất cả nhà, nó không có bị ngán cả nhà ơi. Má nghĩ gì vậy? Như là nói là người miền Tây á, nghĩ gì vậy? Thật á, mình rất là thích mắm luôn. Mà chồng con ăn được hết cả nhà. Ông và chồng cũng ăn được đó. Mình nấu xong á, có lần á ổng tới á, mình nấu xong á mình chan cái nước vô. Ông và chồng ăn thử ăn được cả nhà. Nhưng mà ăn chút xíu thôi cả nhà. Ăn ơi. Ơi, ông nội. Ngồi sắp hả? Ở bên Thụy Điển có loại cá thúi á, nó thúi hơn là ha, mắm của mình ở Việt Nam nữa đó cả nhà. Nhưng mà mình không dám thử cả nhà. Cá để mấy hộp cá mà nó thúi thúi á. Thúi chất hả? Vậy từ đâu mà illa lite nào. Fiske Sjöström. Nói gì rồi á? Đi về lắm á. Det blir lite salt. Lite salt. Nên thì det är vi här. Det är lite salt. Mina det är någon var salten. Så det är lite salt den kommer som här. God wine. Giống như ở đây người ta đầm mắm, làm thúi nhưng mà ha, người ta bỏ có chút xíu muối vào cả nhà. Cho nên ha cái mùi nó mùi chua với mùi thúi của nó dữ lắm, nồng nồng dữ lắm cả nhà. Mình nghe cái chỗ sụn á, nó giòn gụm. Giòn gụp gụp luôn. Bữa nay mình nấu mắm là đơn giản nhất từ trước tới nay luôn á cả nhà. Hồi đó nấu á, không có mực, có tôm, rồi có cá, rồi cầu kỳ lắm, tùm lum tà la, cái ba gọi này cái nọ. Mà nấu tùm lum tà la mùi hả nó ngát cái nhà. Mà nấu vậy mà nó lại ngon. Sao vậy? Ăn hai miếng đi ta. Thịt vô.
Từ từ thôi. Má mang nó ra. Chào tạm biệt ông bà chú rồi đi ra. Xin chào bà chú, bye bye. Dắt nó đau bụng. Ê, cho nó đau bụng ông bà chú à. Nó nghỉ ăn à. Ông do nó càng lớn càng kén ăn ông bà chú à. Hồi đó nó nhỏ, nó ăn cái gì cũng được. Hồi đó nhỏ dễ ăn lắm không? À, bây giờ lớn. Bây giờ lớn hả? Nó thích ăn đồ Tây nhiều cả nhà ơi. Nó một hai bữa là nó rồi ăn đồ Tây à. Chị hai. Bữa hai càng lớn ăn càng dễ cả nhà. Rau cải gì cũng ăn được hết á. Chị hai giỏi. Cái nhỏ hấu được, một cái nhỏ hấu. Ừ. Em đau bụng không được ăn nhiều, ăn miếng thôi. Chị hai thì rất là giỏi luôn. Nó mệt rồi đó. Nó học tiếng Thụy Điển xong nó về. Về xong rồi chừng 2 giờ rưỡi nó đi học tiếng Việt. Học tiếng Việt xong nó về nó nghỉ ngơi nó chừng nửa tiếng nữa bắt đầu nó đi lá banh. Lá banh xong hồi nãy mới về, về xong rồi ba phải bắt đọc bài nữa, cho nên bữa nay nó học nhiều, nó làm nhiều cho nên nó mệt rồi ông bà chú ơi. Bà chú ơi, bây giờ học cái bài nữa. Giờ hôm nay mình đặt, hôm nay mình không có được bài. Bây giờ chỉ có vô chơi mình còn nhiều đồ mình phải làm. Học cái tuần tới nghỉ thứ hai thứ ba xong mình vô thứ tư thứ năm xong rồi thứ sáu đầm để ra nghỉ cả nhà. Bữa nay cô giáo đưa bài đem về hết à? Tập dở rồi. Bữa nay cô giáo gom mình một cục sách vở mà làm từ đầu năm tới giờ đó cả nhà. Cô giáo giữ lên á, bây giờ cô giáo trả thì đem về hết, nói đem về đi con. Ôm một cục về luôn. Cho nó đi, tại bây giờ không có chỗ ăn. Hả? Cha nói cho nó đi ha, nó ngồi thoải mái. Tập vào video đi. Mẹ mắm. Nhìn cái gì? Ở bên này. Để bắt đầu. Nói gì mà nó. Cha nó không ăn cà tím. Có ăn một cái à? Mẹ đỡ lên đây à? Ăn cà tím mà. Det är typ samma nivå som kokt morot. Cà tím ở đây mấy nhà hàng Thái người ta sử dụng nhiều lắm, mấy nhà người ta xào kari này kia nọ, người ta bỏ cà tím nó nhiều. Cặp cục xương cặp tới chùa lụi luôn bảo chú ơi. Em cạp xương rất là hay luôn. Hồi chiều mình đưa cho anh đi học, anh xong ghé chợ mua trái dưa hấu rất là ngon.
một ký 30 đồng cả nhà, nó hơi mắc. Mua trái đó chắc 4-5 ký, trái đó 130 mấy trăm ngàn cả nhà. Ba trăm ngàn mà nó ngọt giòn lắm luôn. Sei venuto a sciare. Non gli hai mai fatto te? Torchi e pareti, non le pare handene. Ho fatto X. Xương nè, qua chú ơi, đưa miếng dưa hấu cho nó. Nó giật cục xương nè, cục xương. Ông bà chú ơi, nãy nó đây thịt không nè. Đây thuộc thịt không nè, mà nó cắn sắc bóc cái chân nè ông bà chú. Nó cắn kẻ gân nè. Bây giờ đưa cục nào mà nó nguyên cục á, nó không có dính hai ba cục á, cho nên phải đưa cục nào nó chắc á, cho nên sợ đưa mà cục mà nó hơi không có chắc là nó cắn nó hồi nó nuốt vô mắt cổ ông bà chú ơi. Cô mời ông bảo chú ăn dưa hấu. Ngon ha. Vả. Bà có chú nghe cái tivi của nhà. Giờ nó vô tới trong phòng mà nó tivi của nó bắt. Nó bắt cái lớn quá trời lớn à. Bởi chú ơi, nhờ mẹ coi điện thoại đó là mẹ bắt lớn tiếng. Ở đây tay đặc biệt một cái, mấy nó nhỏ cả nhà. Nó bắt tivi nó bắt lớn dữ lắm. Nó làm như nó nghe không có rõ hay sao á. Ai mà nói chuyện này kia nọ nó phân tâm á. Cái nó nghe nó không có được tập trung nghe cái tivi của nó phải bắt lớn tiếng nó mới chịu. Mẹ bắt điện thoại mẹ lớn tiếng. Ăn cái gì xong mà ăn mấy miếng dưa hấu vô nữa là no quá trời no luôn nữa nha. Tự nhiên hồi chiều mình đưa cho anh đi á, xong nó ngồi trên xe nó nóng quá cả nhà, cái tự nhiên thèm dưa hấu thèm chịu nổi. Mình nói phải chạy vô siêu thị mua trái dưa hấu mới được. Mình chạy vô siêu thị mua trái dưa hấu xong rồi á, mình nói với chồng mình á, mổ ra ăn đi. Ông nói khùng. Nó nóng cái xong rồi thèm cái nào mà nó nước móc mát. Cô em dắt kìa. Coi kìa, ăn dưa hấu cái nhiễu vậy nè. Lạ luôn rồi. Chết rồi, chết rồi, nhiễu vậy nè. Tại đây con ra từ mình telephone em put this back in. Tôi đang bị ở bên lìa lắm. Ngon ạ. Nhâm nhâm. Trời, bây giờ nói chuyện nói trả lời ở bọn chú ơi. Hả? Ngon không? Ngon không? Nữa không? Không. Có ăn nữa không? Không. Ăn nữa không? Không. Nè ăn nữa không? Không. Ả đi mấy bạch cho. Ả đi. Con sạch nhất. Jessica hút tới hết nước rồi ông bảo chú ơi. Rồi con mấy bạch chúng ta cùng đi cho ăn một miếng nhỏ.
Cho chị hai ăn thưởng thức miếng dưa hấu và mời ông bà cô chú miếng dưa hấu đi. Mời ông bà cô chú miếng dưa hấu. Ăn miếng dưa hấu xong mới chịu bye bye ông bà cô chú ơi. Em ăn hai cục nè ông bà chú ơi. Dùm ba hả? Dùm ba hả? Ở đây ha, tháng 6, bước qua tháng 6 cả nhà, cuối tháng 6 này cái nọ là người ta xin tờ là được nghỉ hè đó cả nhà. Mấy người làm cũng được nghỉ 4 tuần để cả nhà. Có người nghỉ 4 tuần, có người nghỉ 5 tuần cả nhà, nghỉ trước sau. Nếu mà người nào đi chơi thì người ta lấy trước, còn người nào không đi chơi thì người ta lấy sau chút xíu. Người nào không được nghỉ mà được tiền cả nhà. Ở đây hè giống như Tết vậy á. Giống như Việt Nam thì người ta cho nghỉ Tết, còn ở đây người ta cho nghỉ hè. Hè được nghỉ. Tại vì hè nó mới nắng vui rồi ha, được đi chơi này cái đồ thoải mái cái nhà, cho nên người ta cho nghỉ hè. Vợ chưa? Sáng luôn á. Ăn sạch bắp. Không có chồng mình chắc cuối tháng 6 mới được nghỉ cả nhà. Gần cuối tháng 6 mà. Ừ, giỏi quá. Rồi chào tạm biệt ông bà cô chú em. Ông bà cô chú thương con nhí dắt chị, ông bà cô chú đăng ký chia sẻ với like cho con nhé nha. Cảm ơn bà cô chú. Video mình ăn tới đây thôi cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye. Bye bye. Ok. Bye bye.